Ai cũng có một chuyến đi của riêng mình, một chuyến đi khiến mọi người nhận ra rằng đâu là đúng và đâu là sai, đâu là trắng và đâu là đen. Quan trọng hơn cả, chuyến đi sẽ giúp cho các bạn tìm ra con người thật của chính mình. Vừa rồi là câu chuyện về chuyến đi của tôi 50 năm trước. Còn của các bạn thì sao? Cái gì có bắt đầu dùng cái kết thúc à, nhưng tôi chưa xong đâu. Tôi chưa xong nhỉ? Xin mời President của Vietsoft Warwick, Long Pham ạ. Ban tổ chức của Warwick Việt Nam 2012 mang nhân đề Morpheus thì mình xin cảm ơn tất cả các bạn, các quý vị ở đây đã không ngại đứng xa để có thể đến chung vui cùng với Vietsoft Warwick ngày hôm nay. Một lần nữa thì mình xin muốn cảm ơn, gửi lời cảm ơn đến các nhà tài trợ, những người đã giúp chúng tôi thành công rực rỡ show ngày hôm nay và cũng như là bây giờ. Trong đấy thì phải kể đến International Office của Warwick University, Hiệp hội Những Doanh Nhân Nhật Bản Osaka, Nhà hàng Đông Đô, Taxi Venus, Bellevue College Brighton và nhóm khách sạn Hồng Ngọc. Và mình cũng rất muốn nói lời cảm ơn đến từng cá nhân, từng thành viên của Vietsoft Warwick nói chung và cũng là thành viên của Exec Warwick nói riêng, những người mà đã có lẽ là không ngại ngày đêm tập luyện để mang đến cho các bạn những vở kịch và performance ngày hôm nay đặc sắc như thế này. Và không một vở kịch hay là performance nào mà trọn vẹn nếu thiếu được những đạo cụ rất là dí dỏm của backstage, hay là sự phối hợp của âm thanh và ánh sáng. Mọi người xin một tràng pháo tay cho đội backstage đó.